Chiều nay ngày 6 tháng 1, Quốc hội tiếp tục tiến hành thảo luận ở tổ về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 và dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Trần Chí Cường chủ trì tại tổ đại biểu thành phố Đà Nẵng. Tại phiên thảo luận, các đại biểu cơ bản tán thành sự cần thiết đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 nhằm cụ thể hóa các kết luận, nghị quyết của Trung ương phù hợp với quy hoạch mạng lưới đường bộ và quy hoạch các ngành, các địa phương. Dự án này có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước. Có thể nói đây là hành lang vận tải quan trọng nhất trong hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông cả nước, Cùng với đó, các đại biểu cũng đánh giá việc ban hành nghị quyết của Quốc hội để thực hiện thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ là đủ cơ sở chính trị, căn cứ thực tiễn, làm nền tảng quan trọng để xây dựng thành phố Cần Thơ thành trung tâm phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước trong thời gian tới. Theo chương trình kỳ họp vào ngày mai, Quốc hội sẽ thảo luận trực tuyến về dự thảo nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố cần thơ